Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong một à, nói chuyện với bình dân kỳ à, thứ 103 thì à, có một bài viết của Vĩnh Tường Tổng thống Trump đại thắng mùa xuân năm 2020 Đây là phần 1, bây giờ chúng ta nói đến à, phần 1 Ok, phần 1 thì à, Tổng thống Trump dắt Iran vào trước cửa hòa bình Có nhiều người nói rằng là sau khi à, Tổng thống Trump ra lệnh à, giết cái tướng... À, Soleimani của Iran thì sẽ có chiến tranh thế giới thứ ba. Nhưng thực ra thì điều đó như thế nào? Chỉ mới nửa tháng đầu năm dương lịch mà ở Hoa Kỳ có nhiều việc xảy ra đến mức ảnh hưởng tới dân Hoa Kỳ ở trong nước và đến cả thế giới. Tổng thống Trump buộc Iran một bước tới ngày trước của hòa bình. Đó là điều mà Tổng thống Trump lâu nay đã hành tính toán ở trong cái chiến lược của mình đối với trung cộng thì trung cộng phải bước vào cổng thứ nhất tức là ký cái thỏa thuận thương mại với hoa kỳ giai đoạn 1 và thượng viện hoa kỳ là chuẩn bị thảo luận cũng như là phê chuẩn cái hiệp ước usmca đây là những cái thành công liên tục của tổng thống trump đến đầu năm mùa hương này hiệp ước usmca như chúng ta đã biết đó là thay thế cái hiệp ước nafta hiệp ước nafta là ký từ thời kỳ tổng thống clinton và nó thất bại cho tới bây giờ và cũng ngay trong thời điểm này thượng viện còn phải nhận chôn dùm một cái xác ma tức là cái cái nó không có hồn như là trong bài trước vĩnh tường đã nói nó thối in sình của hạ viện dân chủ đó chính là hai bản cáo trạng luận tội tổng thống trump do cái hội chứng tâm lý gọi là của kẻ mắc búa của dân chủ <laughs> à, bởi vì để càng lâu dài những cái mà mà giả tạo thì nó sẽ càng nổi lên mà thấy rõ hơn cho nên đây là một cái thế mà buộc lòng uh, dân chủ phải đưa sang chuyện mất búa là cái chuyện như thế nào thì tất cả chúng ta cũng biết nhưng mà có, cũng có thể là có một số người không chưa có để ý tới cho nên cái câu nói sơ qua lại câu chuyện mất búa là như thế này có một anh tiều phu đã làm mất cái cây búa và tìm mãi không ra cho nên anh ta nghi ngờ một cậu bé hàng xóm mà đã đánh cắp mà cái cậu bé này thì hàng ngày thì cái người tiểu phu này vẫn thường gặp bà, và và cũng vẫn là thương mến nhưng mà bây giờ vì anh ta mất cái búa thì anh nhìn cái cái người cái cái cậu bé này là giống như một kẻ cắp và từ cử chỉ đi đứng nói năng cho đến cười cười đùa của nó trả lời của nó cũng đều giống y hệt như vậy là như như là cái kẻ ăn cắp đến một hôm thì anh ta tìm thấy cái, lại cái cây búa của mình và để bỏ quên ở chỗ riêng của mình thì từ đó anh ta lại nhìn cậu bé thấy dễ thương như trước cái gì nó cũng dễ thương đó là một cái tâm lý giống như là dân chủ mà nhìn tổng thống Trump Nhưng mà đối với tổng thống Trump thì chưa chắc dân chủ đã thay đổi tâm lý giống như vậy Họ sẽ ghét và tiếp tục ghét Đến khi nào tổng thống um, không còn làm việc nữa mới thôi à, Khi mà người ta ghét rồi thì tất cả cái gì ông ta làm cũng sai cả Và đó là cái kết quả mà có hai cái bản cáo trạng hôm nay Và bây giờ chúng ta bước sang cái phần một Tức là nói về gia răng không thôi Thế là Uh, Iran bước vào ngã rẽ như thế nào? Thì uh, chúng ta có thể nói là như cái trong bài này đã nói là thang nó có sẵn thì mặc sức mà cứ leo Ok, vào tháng 10 năm ngoái thì tướng uh, Qasem Soleimani tức là của Iran là một tướng uh, rất là tài ba và có khả năng chỉ huy cả khủng bố và cái uh, vệ bên cách mạng Hồi giáo. Hôm tháng 10 năm 2019 thì uh, cái tên tướng này đã gặp các thành viên uh, lực lượng khủng bố Kataib Hezbollah ở Iraq để mà thảo luận về các vấn đề làm sao để mà tấn công các mục tiêu của Hoa Kỳ. Và hai tháng cuối năm thì Iran lại chỉ huy hàng chục vụ tấn công tương tự như là cái ngày 27 tháng 12 vừa qua là đã hạ sát một cái người nhà thầu người Mỹ. Một người thôi, một người nhà thầu người Mỹ và một số người khác bị thương. Thì hai ngày sau đó, theo lệnh của Tổng thống Trump là trừng phạt tiêu diệt 25 tên khủng bố Kataliyev Hezbollah À, trong đó có bốn tên cầm đầu và 55 tên khác đã bị thương đó là có qua có lại ok thang còn cao là muốn leo thì cứ tự nhiên mà leo ok rồi sau đó là hai ngày sau đó thì 31 tháng 12 tức là lực lượng thân Iran ở Iraq đã dàn dựng một cuộc biểu tình à, cùng lực lượng huy động dân quân của Iran đã tấn công tòa đại sứ uh, Hoa Kỳ ở Iraq thì à, lúc đó thì quân đội của Hoa Kỳ và lực lượng an ninh của Iraq đã kịp thời đẩy lui cuộc biểu tình đó thì thực ra cuộc biểu tình này theo phía Hoa Kỳ thì rõ ràng là một cuộc dàn dựng để mà làm một cái Benghazi thứ hai hoặc là tạo một cái scandal để mà tấn công Tổng thống Trump. Trong khi đó thì truyền thông thổ tả Hoa Kỳ là hô hoán lên là Benghazi à, cái thời của Trump đây là một Benghazi. thảm cật Benghazi ở Libya chưa được giải đáp một cách sạch sẽ. Nó giống như là một bãi phân trâu mà không không có quá buồn mà không có thể quá buồn cho nên là trong đó là gồm một đại sứ và ba nhân viên bị sát hại giả man nhưng mà không có được cứu viện trong thời Hillary Clinton và Barack Hussein Obama. Ok. À, đến ba hôm sau thì để mà trừng phạt và ngăn chặn cuộc tấn công do tướng Qasem Soleimani đã dàn dựng thì Hoa Kỳ dùng chiếc máy bay không người lái tối tân Q9 Reaper tiêu diệt gọn Soleimani và cả đoàn tùy tùng cấp cao gồm cả thể là 10 tay anh chị trong đó các bộ phận lãnh đạo và kể cả những người liên lạc thì Soleimani được biết là một cánh tay mặt của lãnh tụ tối cao à, Ayatollah Khamenei là người khét tiếng là giả mang và tài giỏi điều binh khiển tướng chỉ huy tất cả các lục, lực lượng khủng bố khắp nơi mà Iran không có thể có người thay thế liền được như vậy là có qua có lại còn leo nữa thì cứ leo thang này, còn cao leo nữa thì cứ leo cho nên đến hôm 7 tháng 1 năm 2020 thì Iran đã bắn 15 quả quả tuyển sang căn cứ của Hoa Kỳ ở Iraq. Trong đó thì có 4 quả bị hỏng và 11 quả rơi xuống căn cứ. Không có thiệt hại nhân mạng nào. Vì quân đội đã đi tránh. Thế có nghĩa là thế nào? Bây giờ mới có tin cho rằng là có người bị thương nhẹ. Nhưng mà không đáng kể và người ta cố vẽ xem chứ là truyền thông tổ tả là cố vẽ thêm là đây là những cái chẳng hạn như là uh, cái tiếng nổ nó làm cho rêm đầu người ta làm cho có thể ảnh hưởng lâu dài vân vân. Thì uh, bình dân có thể hiểu Iran cần một sự cảm thông. Có thể là vì muốn xoa dịu làn sóng phẫn nộ ở trong uh, dân chúng mà theo ủng hộ chính phủ ở trong uh, trong nước. Nhưng mà thật tình không muốn trả thù một cách khốc liệt như họ đã nói. Bây giờ nói đến việc mà Tổng thống Trump định là đem quân xa trở lại sang uh, Iraq, cho dù là Tổng thống Trump lấy cái lý do Iran đe dọa để đem lại 3 000 quân trở lại Iraq đi nữa, thì chúng ta cũng nên hiểu một cách đúng đắn. Tuy Tổng thống Trump không muốn chiến tranh, không muốn quân đội Hoa Kỳ làm cảnh sát thế giới như lâu nay ông đã nói, nhưng mà quân đội đến Iraq là để đồn trú nhằm giữ quyền lợi của Hoa Kỳ ở Trung Đông, chứ không phải là để đánh trận giống như trước đúng ra là đã phải làm vì thật là vô lý khi mà chúng ta đã bỏ bao nhiêu xương máu để mà giải phóng iraq để rồi lại về tay không điều này ông đã nói rất là nhiều lần khi chỉ trích obama cho nên không tính là ông đem quân ra nước ngoài mà là nhân khi có cơ hội đem con cờ trở lại chỗ cũ để lấy lại những gì đã mất của mình có phải thôi và chuyện iraq đòi quân đội hoa kỳ phải triệt thoái hoàn toàn ra khỏi iraq do sức ép của tên láng giềng khủng bố Iran là chuyện không dễ chấp nhận. Vì sổ nợ của Iraq đối với Hoa Kỳ chưa tính hết. Chưa kể là không bao lâu Iraq sẽ bị Iran không chế. Tiếp tục đến ngày 8 tháng 1, sáng ngày 8 tháng 1 thì Iran bắn hạ một máy bay hành khách của Ukraine. 176 người chết, trong đó có 63 công dân Canada. Có thể là dân Canada gốc Iran chỉ huy trưởng và vệ binh cách mạng Hồi giáo là tuyên bố là đã bắn nhầm mục tiêu thù địch. Không có cố ý khi quân đội sẵn sàng cảnh giác mức độ cao. Ai đang lên tiếng xin lỗi và sẽ cập nhật hóa, hứa là sẽ cập nhật hóa cái hệ thống để tránh nhầm lần nữa. Cái kiểu trách khéo của Iran đã có hiệu quả đối với một vài anh chị dân chủ như là ứng viên tổng thống Pete Buttigieg đã đổ lỗi cho tổng thống Trump và còn thủ tướng Trudeau sau đó là gửi lời chia buồn phát biểu lời chia buồn cùng các gia đình nạn nhân và không quên phát biểu trên Canada Global News là có ít chỉ trích tổng thống trò ông nói như thế này nếu không có căng thẳng nếu gần đây không có sự leo thang trong khu vực thì những người Canada này giờ phút đó thì đã về với gia đình của họ rồi và đó còn là một lời nhắc nhở tại sao tất cả chúng ta cần phải nỗ lực rất nhiều để giảm leo thang, tiến về phía trước để giảm căng thẳng và tìm một con đường không có liên quan đến xung đột và chết chóc. Tức là trong cái ý của ông, ông cũng chỉ trích là do Tổng thống Trump đã gây chuyện. Để có sự phi lý nào hơn là khi mà sống nhau đổ lỗi cho người khác khi mà hành động đó chính là hành động của mình. Ai rằng đâu có phải là con nhít lên ba. Đòi quà không được thì là đập phá hay là đánh người hay là đi bắn người chẳng hạn. Và và người lớn u mê đến cái độ cứ đổ lỗi cho người khác đã không thỏa mãn đòi hỏi của của đứa con nít cho nên nó mới làm như vậy sự việc còn đang điều tra hư thực chưa rõ nhưng mà hành động bắn máy bay là cố ý hay là vô tình trong khi không có súng nào tự động bắn cả và cũng không một ai tin rằng có người vô tình đụng phải cái nút bắn và lại bắn chính xác đến như thế như vậy thì câu hỏi còn lại chỉ là tại sao bán và bán ai chúng ta sẽ tiếp tục phân tích về vụ chiếc máy bay thì chúng ta có ba cái giả thuyết giả thuyết thứ nhất là Iran cố tình thí mạng công dân của uh, của nước ngoài và gốc Iran cái số dân này là không có trung thành với chính quyền theo quan niệm của họ chẳng hạn thì là để mà làm những con cờ đe dọa Hoa Kỳ hay là kéo lẻ phải về phiếu của mình và như thế thì thế giới sẽ chỉ trích Trung tâm Thông tròn nếu mà giả thuyết như vậy mà đúng thì thật là tàn nhẫn và kém thông minh. Iran thật là tàn nhẫn và kém thông minh. Để chứng tỏ là một bước nữa là họ đã đi vào ngõ cụt. Cái giả thuyết thứ hai là Iran có thêm lý do để bắn hạ máy bay Ukraine có mục đích là nhằm tạo xung đột giữa Ukraine với là Tổng thống Trump để mà mong Ukraine sẽ phản phế Tổng thống Trump giúp cho dân chủ là mạnh miệng, luận tội. Uhm, đây là nếu mà giả thuyết này có thật á, thì quả là một cố gắng của kẻ tuyệt vọng mà thôi. Vì tổng thống Ukraine, ông Zelensky đã lên tiếng rõ ràng, tôi yêu cầu tức khắc hoàn thành um, các việc xác định các thi thể và đưa họ trở về Ukraine ngay lập tức. Và thủ phạm là phải chịu trách nhiệm. Đó là lời tuyên bố của tổng thống Zelensky. Còn giả thuyết thứ ba là Iran nhận lầm tưởng là máy bay của Hoa Kỳ thì thật là chẳng may Iran đã đến mà thời mặt vẫn rồi Họa vô đơn chí không ai khác hơn là chính Iran đã tự chứng tỏ rằng uh, chứng tỏ những cái cáo buộc của thế giới về một cái chế độ đáng phải thay đổi là hoàn toàn đúng và rồi đây liên âu uh, cũng sẽ bước ra khỏi hiệp ước jcpoa để làm một hiệp ước mới khác hơn có lợi cho tương lai của họ và tương lai của thế giới và rõ ràng như ông boris johnson của uh, của anh cũng đã tuyên bố là hãy để cho tổng thống trump uh, chủ trì cái việc mà uh, làm lại một cái hiệp ước mới <laughs> thì tổng thống trump phải cảm ơn truyền thông thổ tả hai um, ba năm qua đã tô vẽ một hình ảnh ông trump khùng trông thấp kém để iran đánh giá thấp và lầm tưởng rằng là ông trump không biết nên rút quân hay là nên ở bây giờ thì việc đã rồi tổng thống trump đã đưa iran đứng trước một cái khúc quanh lịch sử nhất định phải chọn lựa một là leo thang chiến tranh với hoa kỳ hai là phải vào bàn để mà tìm lối mới cho đất nước và mỗi một quyết định sẽ lợi hại như thế nào tổng thống trump là người làm kinh tế đã biết rõ lợi ích kinh tế bóp nhiệt kinh tế sẽ để ra lại cái sức ép bên trong từ dưới mà ép lên tức là biểu tình nhất là ở iran người dân đã từng quen nổi tình uh, biểu tình hay là nổi dậy khi có cơ hội thì uh, cái áp lực này ngày càng gia tăng thì người dân có đủ lý do để mà đòi hỏi chính quyền phải thoái vị hoặc là đòi hỏi chính quyền phải thay đổi vân vân nào là kinh tế suy đồi đời sống của họ khó khăn trong khi chính phủ thì dùng tiền để mà chạy đua vũ trang và nuôi dưỡng khủng bố đó, làm uh, uh, khó khăn cho cả thế giới khắp nơi thì áp lực này ngày càng gia tăng khi kinh tế đã cạn kiệt do mà do tổng thống trump đã đã quyết ép cho bằng được là gia tăng cấm vận và không chịu lo dây bên ngoài thì chính họ đã khuấy động trong hai trong năm 2019 như là các vụ đánh tàu dầu đánh hãng aramco bán hạ máy bay không người lái vân vân tạo cái lý do cho quân đội hoa kỳ lập vòng đai chung quanh ở các nước thuộc khối vương quốc ả rập saudi và thúc đẩy quân đội hoa kỳ lên kế hoạch lên danh sách các mục tiêu sẵn sàng tiêu hủy bất kỳ giây phút nào trường hợp họ chọn chiến tranh trong khi tướng số một của, đã, của họ đã mất khó có bề có thay đổi kinh tế thì cạn kiệt và chưa đứng trước bãi chiến trường để mà phải liều một phen sinh tử Kinh tế đã như vậy, rồi bên trong còn áp lực của dân chúng đã biểu tình hàng ngày nữa. Thì Iran phải tính toán chi ly um, trước cái được hay là cái mất. Về chính trị thì muốn nói gì thì nói, nhưng mà Iran phải tính đến cái khả năng của quân đội. Chỉ riêng quân đội của Hoa Kỳ, không một nước nào uh, có thể đỏ sức trong vòng vài ba ngày. Thì ngoài ra còn có các đồng minh thứ thiệt như là Do Thái, Ả Rập Saudi, đó là chưa kể đến Hoa Kỳ là thành viên số 1 nhất hô bá ứng của khối này thôi. khai chiến với Hoa Kỳ thì Iran là đã tự sát sẽ tự sát. Quay phá khắp nơi trước kia thì được nhưng bây giờ thì thời Tổng thống Trump không còn dễ nữa và dĩ nhiên Iran không muốn uh, gãi ngứa để rồi Hoa Kỳ phải săn bằng các giếng dầu hay là uh, tiêu hủy các uh, cơ sở quân sự hay là các kho vũ khí của họ nhờ trung cộng hay là nhờ nga để đấu, đấu đầu với hoa kỳ ở còn lâu hợp tác với những kẻ mà có bản chất lưu manh như là như là chính mình á thì dựa trên cái bản chất ích kỷ trục lợi nè à, thì làm gì có cái chuyện xảy ra làm gì mà có cái chuyện mà đứng ra để mà giúp đỡ khi mà cần thiết à, cho nên là hơn nữa là cái thời của thống thống trump họ cũng phải tự sửa thân của họ chưa lo xong ai bảo bọc được cho ai Bây giờ đến trường hợp chọn hòa bình. Iran chỉ mất mặt mũi với khủng bố và thành phần dân chúng theo chính quyền và phải từ bỏ các giấc mơ vũ khí nguyên tử. Nhưng mà tránh được tất cả các rủi ro và sớm phục hồi kinh tế, đất nước mở mang, hưng thịnh là kết quả thấy trước chứ không phải là thấy sau. Rõ ràng sau khi mà ký một cái hiệp định mới mà nó tốt đẹp và lo làm kinh tế thì Iran sẽ phát triển chắc chắn là như vậy một tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Iran bây giờ thì đã rõ tránh đẹp tổng thống trump không phải là người hiếu chiến không phải ngu khờ nhưng là một lãnh đạo tinh khôn khó đoán và nghị trình của ông không có chuyện để yên mọi thứ status quo như là nhắm mắt qua cầu cho xong hành động của ông có chọn lựa rất là kỹ chiến thuật của ông luôn luôn ra tay một nhưng mà phải thu lợi hai ba hoặc là hơn nữa ông đã từng nói Đằng nào bạn cũng suy nghĩ. Vậy sao không nghĩ đến chuyện lớn? Và chúng ta đã thấy Iran đã trùng bước. Nói gì thì nói. Nhưng mà Iran đã trùng bước thật. Tổng thống Trump cảm thông và chờ khúc hải hoàng mà thôi. Iran bắn phá căn cứ quân sự vào ngày 7 tháng 1 nhưng là không thiệt hại nhân mạng. Ông đã thông cảm hoàn cảnh của Iran và ông đã không trả đũa. Ông nói, không thiệt hại nhân mạng. Binh sĩ chúng ta an toàn, Quân đội chúng ta sẵn sàng chiến đấu, chỉ hư hại cơ sở chút ít, e tỏ ra là trùng bước. Đó là điều tốt cho mọi bên và tốt cho cả thế giới. Trước đây ông đã một lần bỏ quyết định, thà chịu mất của, mất một chiếc máy bay không người lái, nhưng mà không có lấy sinh mạng của 150 người trong vòng vài phút. Nhưng đối với kẻ không có chịu từ bỏ gian ác, giết hại nhiều người mà không chịu quay đầu, thì coi chừng cái mạng cho tốt vì những gì ông đã quyết làm thì không dễ gì từ bỏ tổng thống trump đã thực hiện thành công bước quan trọng trong chiến lược bẻ gãy trục iran rõ ràng là iran đã cãi trục trục iran phải đối diện với sức ép cả trong lẫn ngoài và có thể nói rằng là ông trump đã thay đổi lịch sử của iran iran chỉ còn có một con đường mà ông đang mở cửa để chờ đón rất là welcome đó là tìm lợi thế trên bàn đàm phán mà thôi. Chúng ta hãy chờ xem. Và như thế thì chúng ta đã thấy tổng thống Trump sẽ tiếp tục đánh trận thứ nhất vào mùa xuân 2020. Chiến tranh sắp tới có thể chỉ là chuyện tiểu thuyết. Một là vì chính trị mỹ dân để chỉ trích tổng thống Trump nói một cách sống sượng để rồi mai mốt đây sẽ hối tiếc không nhắm nhìn lên. Như là đã làm 3 năm nay rồi. Hai là vì tầm nhìn ngắn, không nhận ra hoàn cảnh chiến tranh của Iraq và Iran mở đầu và kết thúc hoàn toàn là khác nhau. Chiến tranh Iraq khác với chiến tranh Iran. Cái hoàn cảnh mà xảy ra tới cái việc kết thúc nó hoàn toàn là khác nhau. Bình dân thì cứ ăn ngon ngủ khỏe đi để mà xem thế sự. Một điều uh, rất có thể xảy ra đó là Iran sẽ quằn quại kéo dài chờ ngày bầu cử tới, may ra dân chủ tháng cuộc, nhưng chắc chắn sẽ mỏi mòn. Hãy xem các ứng cử viên của dân chủ thì thì rõ. Ngoại trừ nằm trong giấc mơ hoặc là có phép phù thủy hoặc là gian lận như thế nào đó, chứ bằng không thì không có một cái tay nào có khả năng hạ được không Trong cả, không có. Cho nên lâu nay Vĩnh Tường không có nói là bởi vì bởi vì nhìn thấy từ đầu rồi. Và nhân đây chúng ta nhận ra một điều nữa đó là Iran cũng như là Bắc Hàn đã tìm cách vươn lên bằng cách độc tài, chạy đua bố trang, sức mạnh khủng bố thiên hạ. Con đường này nhìn thấy ngắn, nhưng mà khi đã vào rồi thì thấy nó dài vô tận và rất là khó quay đầu. Chính họ đã gian bẫy để tự trói chân mình trong vũng lầy nhầy nhụa những máu xương. Hơn 70 năm Liên bang viết đã trải qua, đến cuối cùng rồi cũng sụp đổ mà thôi. Và đó chắc chắn không phải là con đường chọn lựa của Iran, và Bắc Hàn ngày nay. Đại thắng của Tổng thống Trump rồi đây sẽ khiến các nước nương theo và những trở ngại sẽ giảm dần theo thời gian. Những kẻ ganh ghét cũng theo đó mà tàn lụi như là rêu rác cuốn trôi theo dòng nước lũ mà thôi. Và ý kiến của Vĩnh Tường về Iran, Tổng thống Trump đã đưa Iran đến một khúc quanh lịch sử. Đây là đại thắng mùa xuân 2020 của Tổng thống Trump đến đây đã chấm dứt xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày thật vui và xin hẹn gặp lại cũng trong chương mục nói chuyện với bình dân kỳ tới về phần thứ hai đại thắng mùa xuân của tổng thống trump ok xin tạm biệt